Vezon. Rồi, mình nghĩ sẽ là Vezon Icon anh em ạ. Kèo mở cuối cùng trong ngày, Ricardo. Được, tập trung vào xem mở thẻ anh em nhá. Sau đây anh em cái dọn này nó hơi lâu tí á. Samenono anh em cũng biết rồi, toàn nói chuyện cuộc sống gia đình linh tinh linh tinh. Ô, ui bút quẹt. Má, đéo phải Messi nhờ. Bút quét lên chỉ số, lên 2 chỉ số 105, nhưng mà cái tốc độ bút quét thì hơi hơi khó ngửi. Tốc độ 66. Trời ơi. Mở. Quay đi nào. I can see it, I can see it. Gói Onesien. Mở nhầm gói à? Nhưng mà cũng được mà. Esien là được rồi. Được vẫn... Nhầm nhưng mà vẫn ngon, đúng không? Esien này là 24 tỷ được, vẫn được mà. À thế tôi mở nhầm à? Vẫn được mà, vẫn được. Bây giờ về đến gói ôn thật thế này. Gói ôn này mới chuẩn này. Kaka. Raun, trời, ngon thế nhờ. X2 Raun cho anh. Đúng được mà. Nhưng mà bán luôn anh. Bán ASEAN luôn á. Rồi, mình đã thành công với ASEAN trong đợt 1 rồi. Đợt chúng ta sẽ săn thêm Kaka. Mở. Kaka. Kaka. Biết lô. Được. Amvea biết lô. 13 tệ. Chung là vẫn hơn vài ông. Mình nghĩ sẽ ra 112 trong phát này. Cuối cùng luôn. Mở. Crespo. Bao nhiêu mà Crespo mười mấy tỷ ta? 16 tỷ. Được không anh em nhỉ? Top 30 16 tỷ có tệ không? Nope. Rồi, thế là vừa rồi ra 108 đoạn giữa đúng không? Ôi ôi, anh em mới top 20 có Peter Schmeichel. Đây. Xếp như thế này thì sẽ không bao giờ ra được đoạn cuối nữa rồi. Icon chỉ định 20. Mở. Quen à? Ôi giời ơi, lắm tiền đảo quá. Con này thì vãi lồi rồi. À. À. A few moments later. Chơi. Ui. Yeah. PP này. Shinji Kagawa 102 nhìn củ chuối vãi. Úi giời ơi. He he. 6 gói ra icon. Kìa. Thề các bạn ơi, nhìn thấy quả quần áo của Icon ra kiểu sức lực nó lại về luôn đấy, đang mệt vãi đái luôn. Vezon. Rồi, mình nghĩ sẽ là Vezon Icon anh em ạ. Kèo mở cuối cùng trong ngày, Ricardo, Ricardo.
ơi, úi giời ơi. Day 2. Gói 100, gói 30. Đấy, chúng ta sẽ follow chính vào mấy gói này nữa. Mở. Số 10 Van Gogh. Ngon. Bao nhiêu? Wow. Vẫn được 2 tỷ. Ưng ha. Cái mùa MC này Multi Champion. Có Kevin không? Kevin trước có không anh em? Có. Vô địch với Man City. Quốc bốt. Cái năm Chelsea là Kevin vẫn ở đó đúng không? Tôi có một sự khó hiểu rằng mặc dù top 100 rất nhiều những cầu thủ 96, 97 mà gói này rất hay, 22, 95 nhá. Vô lý vậy. Số 9 Carlos Bacca 98 cũng được rồi. Trước mặt hiền dịu vậy. Ngày xưa mình nhớ là anh này đá cũng gọi là tựa Messi này. Cũng hay phết. Thế là Duy lụm được 3 tỷ rưỡi rồi. Lần nữa anh mở cho Duy ra con cộng 8 xịn nữa là được nhá. Đủ hết rồi anh em ạ. Xin lên đầu luôn, đơn cái bữa luôn nhá. Mở. Ủa? Kevin em trai. Ui. 110. Đu. Ui. 95 cộng 8. Được thật sự nhờ. Đây là mát tay lắm cái này. Được chưa em trai? Ưng chưa? Lấy lại vốn. Mạnh. Con này 3 triệu cơ. Má chỉ số nó còn lên nữa. Trận vừa rồi Kevin có đá tốt rồi anh em. Xem mai có chỉ số mà. Lỗ tên. Nãy tôi mở là con 90 đúng không? Là cái lít cuối luôn đấy. Nhưng mà ra con đấy nó cũng đỡ anh em ạ. Nếu như mà ra cái mùa cao thì lại đéo đập được. Ui giời ơi. Lại là Sunning, lại là nước cam Mirinda. Này mới hôm nọ mình đập cục 8 xong đây. Bên Hàn Quốc muốn đi tè phải năn nỉ thằng em ra, nữa lại có mút. Nói chung là không biết rồi, là đông anh em mình lạnh lạnh nó rụt sâu lắm. Nhiều khi mà đi cứ giật mình cứ thắc mắc rồi. Em biết là mình đang là người lớn hay trẻ con nữa. Thề với các bạn luôn. Hà Nội đi một lạnh thế là nhiều ông nam đéo biết đâu, buồn cười lắm. Ôi ôi. 90, 91, 92 à? À đâu 91, 91, 92. Đang đá win á. Ui anh em ơi, cái vụ đá tôi đéo confirm đâu. Tại vụ đá là hơi mệt đấy. Nãy mở là Kevin à. Giờ sẽ ra Kevin tiếp. Úi giời ơi, Banega à. Diego Carlos. Vãi nổi con này 8 năm ấy. Bên hôm nay xem phim được em ạ. Nhưng mà giờ này chưa có hứng lắm. Hơi tù, phát này hơi tù ấy. À đéo phải, Rodri. Ui giời ơi, hai con 85. Kiểu mẹ cho kèo phôi rẻ hay sao ấy. Firmino 100. Đéo nào bắt xa bạn ạ.
Nếu con nào bắt xa mà chơi. Gói 250.